Thank you.
Cảm giác cái lực từ vai xuống thẳng vào vai, nhưng cái chỗ này làm sao con đánh, con phải xem là mình cắt chỗ nào, thả
xuống được nhiều hơn, xuống nhiều hơn. Nhiều khi là mình cái phản xạ của mình khi mà khó và nhanh ấy, mình thì cố gắng đúng không, thực ra là con càng muốn đánh to càng muốn nhanh, con phải thả lỏng ra thì được như chúng nó sẽ direct đúng không, nó không không bị kéo lại lại cho cô. Thank you.
lực của con từ trong người, nó không sợ chứ không chỉ tay không, nó là energy đúng không, tức là nó là năng năng lượng đúng không? Muốn đẩy cái gì nặng đúng không? Thì mình phải có lấy là đúng không? Con không phải tự nhiên muốn đẩy đúng không? Lấy là hơi khó nhưng mà tóm lại là phải có lấy là, tức là phải có lấy là cảm giác là mình nâng lên cho mình đặt xuống đúng thank you.
hết sốt phót đây, đừng đánh quá nhỏ bởi vì cái lần đầu tiên con đánh á. Phải nghe được cái bắt đầu từ đó nó tiếp tục, con chỉ đánh lại cho cô hai cái nhịp thôi thì đó là xong rồi. Thank you.
Tương đối âm thanh
cái xì đô đấy mà không ghi xuống không? Cái thẳng không nhưng mà
cái điểm nhấn và điểm nhả, điểm nhấn và nút nút trong nhạc không, thì hiểu cái đấy rồi mọi thứ nó sẽ, nó không phải là dễ hơn mà nó sẽ musical không, tức là nó có hơi thở âm nhạc, mình sẽ đánh theo hơi thở. Tam, ta 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 tam.
dễ hơn là tầm, và ta cứ tầm bắp 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 rồi cái kia nó giống hết. Quan trọng là cái đầu rất là không, nó không tương phản, không đủ hơi đâu nào. Chỉ cần thay đổi một chút xíu cô phải tư duy âm thanh và có độ tôi nhạc.